Tôi đã quyết là phải viết để thứ hai vào vòng thu vào online. Lũ ngu tôi đã xây trong lyric về tao, thiết lối mấy em nhạc của VT vì làm ta bắt tay. Ok hey, nếu mà mày mong muốn có một điều gì đó thì anh nên theo đuổi, đừng có nạt vì khó. Mà con chó nó lấp đó mà câu có chỉ muốn thai về vào một góc xó. Đường tao đi chúng mày nên núp vô như lời tao đã nói với thằng đấu Upo. Để thấy thì chúng mày thì phải dùng cái loop cơ cho mấy thằng ngu vào nồi cháo súp lơ. Hold up yeah, let's go, bọn tao hàng ngày vẫn luôn phát triển với kinh nghiệm như cát biển, cứ thế mà đi lên để rồi một ngày không xa nhưng không hiến của bọn tao được cộng đồng công nhận và ghi tên. Anh đi bước qua sương mù, nhiều gian lao với bao kẻ thù. Chúng muốn câu xe anh, đem dập tan ý chí người lính. Nhưng anh không lùi bước, đặt niềm tin tiến lên đằng trước. Hay tớ đang đằng sau, chẳng ngờ lâm vẫn đang dần đầu. Xem các anh lướt như là lightning ấy, tinh là năng say như người Viking ấy. Mấy thằng hater anh giết bằng âm nhạc, chứ không như anh không bàn phím lên mặt typing ấy. Muốn biết về tao đừng mong tao sâu, tao với mày quen chưa được bao lâu. Mày thường suy nghĩ tao như cái giếng cạn, nhưng đâu biết bản chất là cái ao sâu. Nếu như bây giờ đây tao bị quậy ở trong vòng vây, tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc do sức động ở trong bàn tay. Có anh em kế bên sẽ với tao và lên như những người ngựa lâm cơn chiến mã đâm xuyên phá màn đêm. Bước từng bước tao vẫn đi qua từng thước tao khắc ghi. Đôi chân sẽ dừng khi chạm tới chiến thắng, không để những cố gắng của tao đem vất đi. Excuse me. Đường anh đi bước qua sương mù, nhiều gian lao với bao kẻ thù. Chúng muốn câu xe anh, đem dập tan ý chí người lính. Nhưng anh không lùi bước, này phong Rascal chưa. Đằng sau, chẳng ngờ lâm vẫn đang và chẳng lính ngựa lâm đã quay lại và chắc chắn không gây thêm tai hại. Bọn tao vẫn chất cho dù có họp hơi lâu, đừng đưa thêm đồ vì bọn tao đéo chơi đâu. Mỗi khi on mic cứ phải là ok la, chơi rap siêu đỉnh cho đến hát opera. Anh em tao mạnh cứ như là go guitar, yeah. Chúng mày xây ra nhưng bọn tao đi thật ngầu, ném tiền ra phố thật giàu, quẩy nát cái stay quá cháy. Khán giả bên dưới gật đầu, giết chúng mày cứ như là sát thủ. Người minh hoàng đi trước vì tao là át chủ. Anh em tạm lắng bọn hater với sổ càng, vẫn còn nhiều bài nhạc bọn tao đang ấp ủ. Đường anh đi bước qua sương mù, nhiều gian lao với bao kẻ thù. Chúng muốn câu xe anh, đem dập tan ý chí người lính. Nhưng anh không lùi bước, đặt niềm tin tiến lên đằng trước. Hay tớ đang đằng sau, chẳng ngờ lâm vẫn đang dần đầu.